cho đời vững chông đạt tới ước mong. Lời Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan. Lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thanh bình. Là tình thương muôn vàn làm đẹp sáng chân gian. Kết phúc âm cho Thánh Marco chương 7 câu 1 đến câu 13. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu. Và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước. Và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ dùng, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Chúa đáp: hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy. Và Chúa bảo: các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môi-se đã nói: hãy thảo kính cha mẹ, và ai rủa cha mẹ sẽ phải xử tử. Còn các ngươi thì bảo: nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: những của tôi có thể giúp cha mẹ được, là có quan rồi, nghĩa là của dân cho Chúa. Và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế, các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau, và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế. Quý vị và các bạn thân mến, có tôn giáo lấy việc tẩy rửa là một trong những nghi thức linh thiêng của đạo. Chẳng hạn, các thành viên cộng đoàn cung ranh thời Chúa Giêsu lấy việc tắm rửa hàng ngày để diễn tả thái độ sẵn sàng của mình cho Ngài Đấng Mêsia đến. Ngay cả Gioan Tẩy Giả cũng coi việc dìm người xuống dòng sông Giô-đan rồi trồi lên khỏi nước như cử chỉ nói lên sự hoán cải tâm hồn, sẵn sàng gia nhập đoàn dân mới của Thiên Chúa khi Ngài ngự đến. Người Do Thái còn đi xa hơn, đến mức đưa nghi thức tẩy rửa ấy vào từng chi tiết đời sống thường ngày, như rửa tay trước khi ăn, rửa chén dĩa, bình lọ. Tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối chất giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái về vấn đề tập tục của tiền nhân. Đối với người Do Thái, việc rửa chai, rửa chén dĩa, rửa thực phẩm không chỉ là một biện pháp vệ sinh nhằm phòng bệnh, mà còn là một nghi thức tôn giáo nói lên ước nguyện trở nên thanh sạch để có thể hiệp thông với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Đây là điều tốt, nhưng người biệt phái đã quá vụ hình thức mà bỏ quên điều thiết yếu. Họ phán đoán một người tốt hay xấu dựa trên những hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu đã trả lời cho thái độ vụ hình thức ấy như sau.
các ông gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa qua một bên, mà duy trì truyền thống của người phàm. Chúa Giêsu muốn cho thấy các việc làm bên ngoài ấy, dù có tính cách tôn giáo đến đâu, cũng không thể thay thế cho một việc khác quan trọng hơn. Điều quan trọng là sự thanh sạch của tâm hồn, chứ không phải việc rửa tay, rửa vật dụng bên ngoài. Đừng lẫn lộn tập tục của truyền thống phàm nhân với lệ luật do chính Thiên Chúa ban bố. Chúa Giêsu nhắc đến trường hợp những người Do Thái nhân danh tập tục dâng cúng một số của cải vào đền thờ, gọi là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa, để rồi biện minh cho sự thiếu sót bổn phận đối với cha mẹ. Tập tục dâng cúng là do con người, thảo kính cha mẹ là lệnh truyền của Thiên Chúa. Thế nhưng, trong trường hợp vừa kể, vì tinh thần sống vụ hình thức, những người biệt phái đã bỏ luật của Thiên Chúa để tuân giữ tập tục loài người. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở về với điểm căn bản, hãy đặt Chúa vào chỗ thứ nhất và tuân giữ giới răn của Ngài. Chúa không chủ trương phá bỏ hình thức lễ nghi cơ cấu, nhưng chỉ muốn đặt chúng vào đúng vị trí. Xin cho chúng ta biết trân trọng và thực hiện điều chính yếu mà Chúa đang chờ đợi chúng ta, thay vì cứ loay hoay với những điều phụ thuộc do loài người đặt ra. Amen. Lời Ngài luôn sưởi ấm tâm hồn giá băng, tình yêu khô cằn. Lời Ngài luôn đổi mới, phá tan buồn thương qua những tơ vương. Lời Ngài luôn náo động, khơi tâm hồn mở rộng cho cuộc sống tươi hồng. Lời làm ta đắn đo, thì người ơi nhớ cho lời sự sống đây.